Đừng có thò tay vô còn nó cắn á. Nè đứng im đi. Nó quyên đi là bà ngoại không quay nữa đâu. Quyên lại đứng đây nè, đứng đây nè, con đừng thò tay vô nha. Con đứng đó, đó đứng đó đi. Bà ngoại quay cho, đó. Đừng thò tay vô.